Cái cô này lần đầu tiên gọi cho Ly. Cô ở Canada. Cô nghe kênh của Ly và cô nói là cô rất là ngưỡng mộ, tại vì cô ở bên Canada, cô biết là cái vụ mà phát hiện hàng ngàn ngôi mộ trẻ em ở trong những cái trường học nội trú do giáo hội Công giáo quản lý á quý vị. Rồi cô gọi về thì cũng đúng lúc, tại vì luôn đi bật kênh lên rồi thì cô gọi cho nên lỡ rồi. Thì cô giờ cô nói cô muốn gửi về cho con 300 đô. Thì đô của Canada thì nó rẻ hơn đô Mỹ, hình như là 1,7 triệu. Thì là Ly sẽ nhận. Rồi Ly sẽ, tại vì lúc này ở trong nước mới chiều nay á, nói cho quý vị nghe. Mới chiều nay Ly nhận được 15 kg gạo. Tuy nhiên nhận xong á thì Ly xóm Ly ai cũng được. Đang ngủ nhé, đang ngủ thì được người ta kêu, được các anh bộ đội mặc đồ dân di. Được các anh bộ đội mặc đồ dân di kêu dậy á, là Ly đang ngủ trưa thì kêu dậy là chỉ mang mỗi chứng minh thư thôi là ra, là được mỗi một người một bao gạo 15 kg. Hôm trước thì Ly cũng được 10 kg và một chai dầu, một bịch dầu ăn và một chai nước tương. Thì Ly lấy lại cái bịch dầu ăn và cái bị và cái chai dầu, cái chai nước tương và bịch dầu ăn, còn 10 kg gạo thì Ly biếu lại một gia đình giáo dân. Hôm nay thì Ly cũng nhận 15 kg gạo và Ly cũng tặng lại cái gia đình giáo dân nhà cạnh nhà Ly. Đây là cái hình ảnh hồi chiều những anh bộ đội đi phát nha Ly, đi phát gạo cho nhà Ly này. Quý vị nhé, nhìn sơ sơ vậy thôi, bởi vì không nên ấy ra cái ấy. Cái hình ảnh đây là hồi chiều phát gạo nha quý vị. Đó, anh bộ đội phát gạo nhé, mặc đồ dân di nhá, thấy không? Cảm ơn Khải Nguyễn Đình. Làm sao phải vài trăm người lên như Trần Ly. Bây giờ hôm nay Ly đổi chủ đề một xíu nha quý vị. Tổng chào cả nhà mình. Bây giờ là vậy, lý do là vậy cho nên Ly muốn đổi đổi chủ đề. Chờ Ly gõ cái này nhé. Mời quý vị nghe cái này, Ly muốn nói về cái gọi là nhóm nhân sĩ trí thức. Ở trong nhóm mình, trong diễn đàn của Ly đây, có ai muốn đa nguyên đa đảng không? Có bác nào muốn đa nguyên đa đảng không? Nếu muốn thì cho số 2, nếu không muốn thì cho 0, nếu muốn cho số 1, nếu không muốn cho 0. Đa nguyên đa đảng quý vị. Số 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Anh Hà chơi 20 luôn. 10, 11, 12, 0, 12, 0. Tại vì cái này nó đi cần phải nói 13, 14 không, 15 không. Ôi trời ơi, online gì tới tới 6 số 0. Toàn Phan Trong 3 số 0 luôn. Vô chủ đề Khải Nguyễn Đình. Ok, vô chủ đề nha. Ly biết là không ai muốn điều đó hết. Ly hỏi cho nó để mà hỏi thôi, chứ Ly biết là không ai muốn là cái điều đó hết. Quý vị biết rất rõ là từ đây Ly sẽ nói từ năm 2013 gia nhập an ninh mạng mà tôi chưa chịu đó nha Oli. Gia nhập đi cụ. Từ năm 2013 thì đã có cái gọi là thư ngỏ của một nhóm gọi là nhân sĩ trí thức. Nhóm này gồm có 72 người và sau này tăng lên hình như 100 người. Tất nhiên là có những người họ không ra mặt vì họ đang nắm giữ những cái chức vụ. Thì Ly cũng nói luôn nha quý vị, những cái người nào mà ở trong, quý vị phải nhớ này, những cái người nào mà họ gọi là như vừa rồi có cái câu của bác Trọng, như chị Hằng nói đó, nhà báo hai mặt ha, nhà báo hai mặt hay là đảng viên hai mặt đó,
Thì Ly muốn nói với quý vị là ở đây Ly đọc sơ cho quý vị nghe danh sách. Ly chỉ đọc những cái danh sách mà quý vị, Ly không ghi hết 72 cái danh sách. Danh sách 72 người gửi kiến nghị lên chị yêu cầu sửa đổi hiến pháp. Sửa đổi hiến pháp trong đó những cái chủ yếu cần quan tâm nhất là cái mà họ yêu cầu đó là sửa đổi điều 4 hiến pháp. Mà trong điều 4 hiến pháp á, là khẳng định quyền lãnh đạo của đảng, quý vị nhớ nhé. Và họ muốn thực hiện cái gọi là đa nguyên đa đảng đó. Rồi họ muốn đó là phi chính trị hóa quân đội, có nghĩa là họ nói là quân đội á, không quân đội chỉ trung thành với dân thôi chứ không cần trung thành với đảng. Đại khái là họ muốn là quân đội là làm đảo chính. Nhưng mà quý vị nên nhớ quân đội ở Việt Nam á, vừa rồi Ly có trao đổi với một anh ấy, bây giờ quân đội của Việt Nam mà đảo chính nước Việt Nam thì chẳng khác nào mình tự đảo chính mình. Bởi vì quân đội là quân đội của dân, từ dân mà ra, do dân à. Cho nên là cái này thì không bao giờ có. Nhưng để đọc cho quý vị nghe, cái này thì nó từ 2013 và người ta cũng nói nhiều rồi, nhưng mà nó liên quan đến công việc hiện nay, cho nên Ly phải nói. Và đặc biệt là cái này nó càng ngày nó càng càng ấy, có nhiều điều cần phải gửi đến quý vị. Danh sách đứng đầu nhá quý vị nhá, là Nguyễn Quang A. Mà ông Nguyễn Quang A là nguyên viện trưởng ở một cái viện, mà cái viện này là nghiên cứu chính sách tư, nhưng mà đã giải thể rồi nhá quý vị. Lập ra 2007 và đến 2009 thì cái viện này tự động giải thể. Nguyễn Quang A là viện trưởng và bà Phạm Chi Lan là viện phó nha quý vị nhớ nha. Một cái viện viết tắt là IDS, viết tắt là IDS, mà chung quy lại nó là nghiên cứu chính sách tư. Ly nói tóm tắt vậy đó. Thì trong cái nhóm này có ông Nguyễn Quang A. Trong cái nhóm 72 cái người mà họ tự phong là nhân sĩ trí thức ấy, thì có Nguyễn Quang A. Thứ hai là Phan Hồng Giang, chức vụ là tiến sĩ khoa học, nhà nghiên cứu văn hóa Hà Nội, ở Hà Nội. Ba là Lê Công Giàu. Những cái nhân vật này nếu quý vị chịu khó là sẽ gặp đâu đó nhé. Lê Công Giàu, nguyên phó bí thư thường trực Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ở tại thành phố Hồ Chí Minh. 4 là Chu Hảo, nguyên thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, nguyên thành viên viện IDS. Tất cả những, hầu hết những người trong cái nhóm này là đều là thành viên của cái nhóm mà ông Nguyễn Quang A và bà Phạm Chi Lan làm viện trưởng và viện phó ấy. Nguyên thành viên viện IDS, giám đốc nhà xuất bản tri thức Hà Nội. 5 Phạm Duy Hiền, giáo sư, nguyên viện trưởng viện nghiên cứu hạt nhân Đà Lạt, nguyên thành viên viện IDS Hà Nội. 6 Tương Lai là cái ông giáo sư Tương Lai ấy, quý vị, ông này có rất nhiều bài viết mà chống đảng. Tương Lai, nguyên viện trưởng viện xã hội học, nguyên thành viên tổ tư vấn của Thủ tướng Chính phủ, nguyên thành viên viện IDS thành phố Hồ Chí Minh. Phạm Chi Lan, nguyên thành viên ban nghiên cứu của Thủ tướng Chính phủ, nguyên thành viên viện IDS Hà Nội, bà này là viện phó của cái viện IDS. 8 Hồ Duy Liêm, nguyên phó chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam ở Hà Nội. 9 Nguyễn Đình Lộc, nguyên bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Nội. 10 Huỳnh Tấn Mẩm, bác sĩ, đại biểu Quốc hội khóa 6. Khóa 6 tức là từ giai đoạn 1976 đến 1981 à. Ông này Ly từng đọc rồi, thì ông này là thời trước 75 là ông ở trong phong trào học sinh sinh viên, tức là lực lượng thứ ba đó. Và sau 75 thì nhà nước ta cấp cho một căn nhà rất là đàng hoàng ở giữa một con đường phố lớn của Sài Gòn. Nhưng mà ông ấy là bây giờ là Huỳnh Tấn Mẩm nhé, nguyên là bác sĩ, đại biểu Quốc hội khóa 6, giai đoạn 1976-1981, nguyên chủ tịch Tổng hội sinh viên Sài Gòn trước 75. Nguyên Ngọc, nhà văn, nguyên thành viên viện IDS Hội An, cha này người Quảng Nam. 12 Hoàng Xuân Phú, giáo sư viện toán học Hà Nội. 13 Nguyễn Minh Thuyết, nhân vật này quý vị chú ý này,
13. Nguyễn Minh Thuyết, giáo sư tiến sĩ, nguyên phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội, ông ở Hà Nội. Thì Ly tìm hiểu về ông này á, thì mới biết ông á, là làm tổng chủ biên chương trình giáo dục phổ thông mới, mà lại là chủ biên bộ sách Cánh Diều. Chính vì vậy cho nên Ly mới phải lên đây nè. Xíu nữa Ly quay lại cái nhân vật là ông Nguyễn Minh Thuyết nha. Ông này sinh năm 1948. 14. Nguyễn Trung, nguyên trợ lý thủ tướng Võ Văn Kiệt, nguyên thành viên viện IDS Hà Nội. 15. Tô Nhuận Vĩ, nhà văn ở Huế. 16. Huỳnh Ngọc Chanh, quý vị có nhớ cái nhân vật Huỳnh Ngọc Chanh này? Ở trên các cái đài phản động, ví dụ như cái đài Việt Lai nè, đài cái kênh RFA vân vân, nó hay đăng những bài viết của cha Huỳnh Ngọc Chanh này. Huỳnh Ngọc Chanh, nhà báo Thành phố Hồ Chí Minh. Tống Văn Công, nguyên tổng biên tập báo Lao động Thành phố Hồ Chí Minh. 18. Nguyễn Xuân Diện, quý vị nhớ nhé, Nguyễn Xuân Diện, tiến sĩ Hà Nội, ở Hà Nội. 19. Hoàng Dũng, phó giáo sư tiến sĩ Thành phố Hồ Chí Minh. 20. Hồ Ngọc Đại, giáo sư tiến sĩ, nhà giáo. Cha này là cái người mà xúc phạm chị Võ Thị Sáu, quý vị. 21. Lê Hiếu Đằng, nguyên phó tổng thư ký Ủy ban Trung ương Liên minh các lực lượng dân tộc Dân chủ và Hòa bình Việt Nam, nguyên phó chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, đại biểu Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 4, khóa 5. Nguyễn Đình Đầu, quý vị nhớ trong một số cái like Ly nói là nhà nghiên cứu lịch sử Nguyễn Đình Đầu. Nguyễn Đình Đầu, nhà nghiên cứu Thành phố Hồ Chí Minh. Ông này vẫn còn sống. Ông này sinh năm 1920 ở Hà Nội trong một gia đình công giáo. Trong hai cuộc chiến chống Mỹ và chống Pháp thì ông không hề tham chiến. Nhưng bây giờ ông ấy đùng một cái, ông làm nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu và cũng được rất nhiều báo chí lăng xê, đặc biệt là các cái tờ báo mà có không có thiện cảm với nhà nước ta. Lê Hiền Đức là người phụ nữ nhé quý vị, chứ không phải đàn ông nhé. Lê Hiền Đức này là chuyên đi biểu tình, thường có mặt trong các cái cuộc biểu tình lớn ở Hà Nội. Và bất kể cái không, tức là biểu tình ở đây là bà đi biểu tình là không phải là biểu tình chống Hoàng Sa, Trường Sa không, hay là đặc khu không đâu, mà có một người dân oan thì bà cũng đi theo vào đấy để biểu tình. Bà lấy cớ là bà bảo vệ dân oan, bênh vực người thấp cổ bé họng. Bà này, Ly đọc lại nhé. Lê Hiền Đức, nghe thì tưởng đàn ông, thực tế là đàn bà. Và bà từng được một cái tổ chức nước ngoài trao một cái giải thưởng có tên là Giải thưởng Liêm Chính vào năm 2007. Huỳnh Ngọc Chanh là đúng rồi, chồng của Thúy Hạnh, chồng của gọi là dân chủ cội Thúy Hạnh, Huỳnh Ngọc Chanh. Lê Hiền Đức thì từng nhận một cái giải thưởng có tên là Giải thưởng Liêm Chính vào năm 2007 do Tổ chức Minh Bạch Quốc tế trao, quý vị nhớ nhé. Mà bà này chuyên đi biểu tình. Và quý vị nhớ là hình như con mẹ nấm hay là con Đoan Trang, hình như Phạm Đoan Trang cũng được nhận một cái giải thưởng là hình như người phụ nữ dũng cảm đó. Nói chung là đây là một cái tổ chức là nó không có thiện cảm với nhà nước ta, và nó trao cái gọi là giải thưởng liêm chính nha, là về Lê Hiền Đức. 24 là Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường, nguyên thành viên viện IDS Hà Nội. 25 Phao Câu, Nguyễn Thái Hợp, giám mục giáo phận Vinh, thằng này giờ nghỉ hưu rồi nhé. 26 Huỳnh Công Minh, linh mục giáo phận Sài Gòn. 27 Kha Lương Ngãi, nguyên phó tổng biên tập báo Sài Gòn Giải Phóng, Thành phố Hồ Chí Minh. 29 Phạm Đức Nguyên, phó giáo sư tiến sĩ, giảng viên cao cấp Đại học Hà Nội.
Cái ông cha này thì Ly chưa điều tra này. Cho nên quý vị thấy vừa rồi có trên kênh Bảo Trâm có nói về một cái thằng cha mà giảng viên môn địa lý trường đại học thủ đô mà mặc cái áo NU, cái nhóm NU là chuyên đi biểu tình chống phá đất nước đó quý vị, hàng chục năm nay rồi. 29 Trần Đình Sử, giáo sư tiến sĩ Hà Nội. Thằng cha này từng tuyên bố vậy quý vị, từng tuyên bố có một cái câu cha này nói nè: chế độ ta đạt đến sự thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có, thật khủng khiếp. Đó, Trần Đình Sử nhé, chế độ ta đã đạt đến độ thối nát nhất trong các chế độ đã có và hiện có, thật khủng khiếp. Đó là câu nói của cha Trần Đình Sử, giáo sư tiến sĩ. 30 Lê Quốc Thăng. Lê Quốc Thăng này Ly có một cái clip chửi rồi. Lê Quốc Thăng, linh mục giáo phận Sài Gòn. Quý vị nhớ giờ là kéo cái kênh của Ly lên là có cái thằng này, mà cái thằng này nó có viết một cái nó có giảng trong một buổi giảng. Và nó kêu gọi người cộng sản á, là hãy từ bỏ và chế độ, các anh hiểu rõ mà chế độ của các anh lung lay lắm rồi. Và cái buổi giảng của nó được dịch ra tiếng nước ngoài để gửi ra cho các cái tổ chức ở nước ngoài. Ly nhắc lại nhé, Lê Quốc Thăng, linh mục giáo phận Sài Gòn. Thằng này quý vị cần cứ gõ lên cái là ra tên nó, ra mặt nó. Mà Ly mới cách đây khoảng một tháng là Ly có làm một cái clip mà vạch mặt thằng này rồi. 31 là Hoàng Tụy nhé quý vị, giáo sư viện toán học, nguyên chủ tịch viện IDS Hà Nội. Rồi, và còn một số người nữa Ly không nêu. Bây giờ Ly quay lại cái ông Nguyễn Minh Thuyết nha quý vị. Ông Nguyễn Minh Thuyết này thì quý vị nhớ là bắt đầu từ năm ngoái, thì ngành giáo dục nói chung phải năm ngoái, mà chính thức là mấy năm nay tuổi Ly giống như chuột bạch á. Mấy năm nay giáo viên lẫn học sinh y như chuột bạch á. Cứ nghỉ hè lại đi tập huấn thay sách. Nghỉ hè là đi tập huấn thay sách xong rồi lại thay sách. Quý vị nhớ cái vụ mà cái sách của ông Hồ Ngọc Đại. Và ông Hồ Ngọc Đại cũng có trong cái nhóm nhân sĩ trí thức này nha quý vị. Mấy năm trước chúng ta xài cái sách của ông Hồ Ngọc Đại. Mà cái sách mà đến có một cái đợt mà ầm lên là vuông vuông tròn tròn đó quý vị. Đó. Thì trường của Ly áp dụng cái sách của ông Hồ Ngọc Đại là 6 năm, rất là ngon lành nha. Rất là ngon lành, thế rồi bắt đầu là lại thay mà chỉ vì là rõ ràng trường mình áp dụng rất là hay mà giáo viên người ta thích lắm, dạy cái đó học trò nhanh nắm bắt được lắm. Thế nhưng mà rồi sau cái vụ mà chữ của ông Bùi Hiền, quý vị nhớ không? Chữ ông Bùi Hiền là cô ấy đang gặp cục cạc lớn, thay vì trục trặc lớn mà ông viết kiểu đó, thì cái chữ của ông Bùi Hiền là bắt đầu giấy lên. Thì sau đấy cái bọn phản động nó lôi, mà cái này quý vị phải nhớ là đấu đá nhau nha, nó lôi cái chữ của ông Hồ Ngọc Đại, lôi cái sách của ông Hồ Ngọc Đại lên, nó nói cái dụ vuông vuông tròn tròn, và rất nhiều người không hề đọc qua thì cứ tưởng cái chữ của ông Bùi cứ tưởng cái chữ của cái sách của ông Hồ Ngọc Đại là cái chữ của ông Bùi Hiền phản đối chống đả. Cuối cùng là cái quan trọng là đáng quan tâm đến gọi là gì, quyền lợi của giáo viên, của học sinh lẫn phụ huynh, mà ở trên nó chi phối hết quý vị. Ly trong ngành Ly biết nha. Thế đang dạy ngon lành như vậy, cái tự nhiên mà quý vị nhớ có cái trường ngoài Hà Nội áp dụng lâu rồi, họ cũng lên họ nói có những học sinh của cái trường ngoài Hà Nội á, họ học cái sách đó và bây giờ họ trưởng thành, họ cũng quay trở lại họ ca ngợi sách đó, mặc ca ngợi giáo viên ok, học sinh ok, nhưng cuối cùng cái sách của ông Hồ Ngọc Đại đem bỏ, đúng không nào? Đem bỏ xong lại bắt tụi Ly đi tập huấn thì tập huấn thay sách mới.
Và nói thật với quý vị là giáo viên tuổi Ly rất là bức xúc, nhưng mà nói không ai nghe. Và có rất nhiều giáo viên không như Ly. Ly đi họp cũng như là ý kiến Ly luôn là một mình, ý kiến của Ly là khác người. Thế mọi người kia thì họ bức xúc trong lòng và họ không ủng hộ, nhưng họ cứ cho rằng ở trên kêu sao làm vậy, trên bảo làm, trên bảo dưới làm tốt hay không thì tự xã hội chịu trách nhiệm, họ cứ làm thôi. Còn đấu tranh là tránh đau cho nên họ không lên tiếng. Mà mỗi một lần Ly lên tiếng thì sau khi giải lao thì ai nói công nhận em nói hay. Nói tại sao em nói hay mà mọi người không lên tiếng? Họ ngại, họ rất là ngại đụng chạm, nhất là những người đảng viên thì càng ngại nữa. Đó. Thế thì Ly lúc cứ mỗi lần Ly nói thì ai cũng ủng hộ Ly, nhưng mà bảo họ lên tiếng phản đối thì họ không lên. Mà Ly còn sợ một cái nó sợ hơn, đó là gì? Người ta đang mưu đồ làm cho cái nền giáo dục, nền văn hóa của Việt Nam gọi là tự diễn biến, tự chuyển hóa. Quý vị, quý vị cũng thấy là giáo viên mà như cái con nhỏ giáo viên tin thơ vừa rồi ở trường Duy Tân đó, có nhục nhã với cái chế độ này, về an sinh xã hội của người ta như thế nào. Mà tại sao cô cũng đặt câu hỏi rằng là ở Việt Nam cô có phải đóng thuế chưa? Thuế thu nhập cá nhân cô đóng được đồng nào chưa để bây giờ nhà nước có cái mà lo cho an sinh? Rồi bây giờ cái thằng gì vừa rồi mà ở ngoài trường đại học Đông Thủ Đô đó, cũng là thì ra một cái thầy giáo dạy ở một thủ đô mà bao nhiêu năm nay là nằm trong thành viên nhóm NU, cái nhóm mà gọi là chống phá đất nước. Là tại vì có những cái người như vậy đó quý vị. Đó, Ly là nghĩ lẽ là bây giờ có một cái chủ trương là quý vị sao chuỗi lại coi, cái thằng cha Nguyễn Văn Trung từ Bỉ qua Bắc Quang, qua Mỹ gặp Bắc, qua Mỹ điện cho Bắc Quang xin đến gặp Bắc Quang. Đến gặp, tưởng nó gặp làm gì, hóa ra đến gặp để thuyết phục Bắc Quang đừng có viết sách về tà đạo. Bắc Quang không chịu thuyết phục sang cô Châu, tức vợ Bắc Quang. Vợ Bắc Quang nói là thầy, xin thầy hãy để cho con làm một cái người công giáo chân chính. Đó. Tức là không có nghe theo giáo hội nhà thờ đó. Đấy, thầy thuyết phục hai vợ chồng đều không được. Người ta muốn vợ Bắc Quang là phải như vợ ông cha Lê Nguyễn á. Người ta gặp riêng cô Châu mà. Gặp Bắc Quang sống được, người ta cũng ở trong nhà Bắc Quang luôn, nhưng mà bây giờ người ta muốn nói chuyện riêng với cô Châu. Mục đích là để muốn là cô Châu là một con chiên, là sẽ đối xử với Bắc Quang giống như vợ ông cha Lê Nguyễn, cho ông cha Lê Nguyễn xách vali ra sống homeless á. Nhưng mà thấy không được. Thế là cuối cùng ông Nguyễn Văn Trung chơi bày ngửa với Bắc Quang luôn, nói câu khỏi cần giấu giếm luôn. À, có viết thì viết, 5-7 năm nữa thì Cộng sản Việt Nam cũng viết sách, cũng viết sách như thời Việt Nam Cộng Hòa. Quý vị sao chuỗi lại đi, tại sao thằng cha Nguyễn Văn Trung nó ở bên Bỉ mà nó dám tuyên bố một câu rất là sắc sược như vậy? Có phải người của nó đã chui cao leo sau không? Bây giờ quý vị tự suy nghĩ nha. À, tự nhiên thuyết phục đã, thuyết phục xong được cái nói Bắc Quang câu gọi nó tuyệt ra luôn. Ông có viết thì viết, chứ 5-7 năm nữa Cộng sản Việt Nam cũng viết lịch sử, viết sách y như thời Việt Nam Cộng Hòa hả? Thế bây giờ mình, cái này đâu phải là Bắc Quang giấu giếm, Bắc Quang kể cả trên YouTube và Bắc Quang kể trực tiếp qua tai Ly luôn. Đó. Rồi bây giờ quý vị sao chuỗi lại từ năm 2001 mà bây giờ là có phải cái bọn này không quý vị? Cái bọn mà Ly đang đọc đây nè.